Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Hờ Hênh Nhê bật khóc nức nở khi liên tục bị chỉ trích về khoản tiền làm từ thiện. Thời gian gần đây, Hờ Hênh Nhê đang có mặt tại Hà Nội để tập luyện cho dự án điện ảnh mới. Vào sáng ngày 19 tháng 10, cô chia sẻ những đoạn clip ngắn ghi lại quá trình di chuyển đến nơi tập luyện. Đáng chú ý, đang lúc di chuyển nơi công cộng, Hờ Hênh Nhê chợt nhắc đến những lời chỉ trích mà mới đây một số bộ phận cư dân mạng dành cho cô. Hênh rất tổn thương, Hênh khóc trong lúc Hênh thấy và không thể chịu nổi. Cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Hiển nhiên, Hênh luôn trấn an mình bằng những năng lượng tích cực, nhưng mỗi lần Hênh đọc lại, Hênh đều cảm thấy cực kỳ đau đớn. Thấy Hờ Hênh Nhê không cầm được nước mắt, nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa. Trước đó, Hờ Hênh Nhê ủng hộ 50 triệu đồng cho đoàn cứu trợ lũ lụt miền Trung của Á hậu Lệ Hằng và người mẫu Lê Thúy. Tuy nhiên, số tiền này lại bị một số cư dân mạng chê bai, mỉa mai là quá ít ỏi so với một hoa hậu nổi tiếng. Khi đọc được những phản hồi tiêu cực, Hờ Hênh Nhê không giấu được nỗi buồn. Khi bạn hết lòng mà lại bị nói như vậy, với các bạn thì ít, nhưng với một người nuôi cả gia đình thì nhiều. Đôi lúc thấy chẳng sắm sửa gì cho gia đình, nhưng mẹ muốn mình chia sẻ với cộng đồng nhiều hơn, bảo giúp gia đình từ từ. Các bạn nói thế là mình bị tổn thương vô cùng. Cô cho rằng những hành động như vậy khiến cô cảm thấy sợ dư luận. Vậy mình còn làm gì được nữa đây? Cô đồng thời mong tất cả mọi người ủng hộ những việc làm tốt dù có như thế nào. Nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.